Với triết lý kinh doanh luôn dẫn đầu về chất lượng, Tân Thanh luôn cải thiện hệ thống sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu, đem đến sự thỏa mãn nhất cho tất cả các khách hàng. Tân Thanh vinh dự nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, sản phẩm đạt chất lượng cao và thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Semi remote sàn H43SA01 Tân Thanh được sản xuất bằng dây chuyền kỹ thuật cao. Sản phẩm có chiều dài 40 feet và sở hữu 3 trục, 12 gù, được thiết kế chuyên dụng chở container 20-40 feet, chở sắt thép, các hàng hóa có khối lượng nặng. H43SA01 sở hữu 2 dầm chính, dầm y lắp ghép sử dụng thép nhập khẩu Đức, mát thép gấp đôi các loại thép thông thường, giúp tăng khả năng chịu tải. Đa ngang trước và sau đều là sắt hợp nguyên khối, đa dọc hay còn gọi là u biên, có kích thước lớn giúp tạo nên sự chắc chắn cho semi remote. Các sản phẩm semi remote do Tân Thanh sản xuất đều được bảo hành 3 năm với các chi nhánh trải dài khắp mọi miền tổ quốc. Tân Thanh vinh dự khi nhiều năm liền nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, sản phẩm đạt chất lượng cao, thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam. H43SA01 được trang bị chân chống, hệ thống trục và dàn treo mang thương hiệu Phu Qua, nhập khẩu chính hãng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tăng độ an toàn, chịu được tải trọng cao, êm ái và bền bỉ. Hệ thống phanh sử dụng cốc chia hơi đến từ thương hiệu Silco sản xuất tại Mỹ, có khả năng chia hơi và ngắt hơi cực tốt, tăng độ an toàn để lái xe có thể xử lý tình huống khẩn cấp ở những cung đường xấu một cách dễ dàng. Sơn áp dụng quy trình phun bi, sơn tĩnh điện và hấp bền màu với các thiết bị máy móc hiện đại nhất. Tất cả semi robot của Tân Thanh trước khi xuất xưởng đều phải vượt qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt về kích thước, động lực học, tải trọng, trục, phanh, điện, vỏ, vận hành, v.v. bằng phương pháp quốc tế IICL và máy móc nhập ngoại như máy cân chỉnh trục Hunter, Mỹ. Dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.